Bạn nha, bây giờ là cái tháng mùa mưa nên là cua nó hay vô hang nó đẻ. Với lại mình nghe bác Bảy nói là ngoài hầm này có rất là nhiều cua luôn, nên là mình với bé Nhung ra đây mò cua thử. Sâu á mà sâu không có gì chưa. Thôi để mình qua bên kia thử coi. Em thấy là nó thấy hang rồi chị. Bắt cẩn thận cái chuyện cua kẹp. Ê, nha. Đụng nó mình phải đè xuống nha, để cua kẹp đó. Đè sát nó xuống, cái mình bóp cái mại của nó. Bóp cái lưng đó. Để từ từ em bắt. Ơi nó cứ. Bên này còn ngang rồi đúng không? Thường nó chui vô hang á, mấy đứa tìm ở trong hang á mới có. Ôi ở đây có hang này nha. Cái này sao thấy gì chưa á. Bên đó có không chị? Đây nè. Anh giờ có nước ừ ngay đó chị đè nó xuống đè cái lưng của nó đè cái lưng chắc vô đã được rồi chưa được rồi đó lấy cái tay bóp mạnh vô là nó kẹp không có được. Yeah, yeah. Được có con nữa càng con à. Chị đi làm nghề móc cua được nè. Chị đi móc cua mà chị sợ cua. Từ đầu nói vô mấy cái bụi này thử coi có cua không. Thường cua nó hay núp trong mấy cái lá, mấy cái ấy rồi đó. Cua ớt. Bỏ tài với đứa luôn. Phản xạ tự nhiên. Rồi chết rồi, cái cây tôi nó cục rồi nhé. Sao vô thử coi chừng nó nằm sát tuốt chứ cái hộp sao tuốt trong rồi đang là sình không à moi ra sình không cái này có mấy cái vỏ quá
hình như là bên kia có cái hầm nữa. Cái đường này dài bên kia là cái hầm nữa. Đi được không chị? Ném cầm trơn rồi chứ làm đổ thì cua đó. Các bạn ơi, đây con cua. Bắt đầy hùng đi, mình về mình làm nồi bún cua nha. Dạ. Bắt đầy hùng đi. Nghe nước. Ôi. Con này bự nha. Tại mưa xuống, mưa xuống nó mới có. Chứ mùa nắng đâu có. Chắc được mà, xuồng này đi chắc được mà. Trái đó mấy đứa con nít nó hay sơn móng tay á, phải không? Nó hái gì vậy nó sơn móng tay á. Để lấy sơn móng tay cho chị nha. Cô được nhiều cho mấy đứa được mấy con rồi? Nấu nồi bún được không? Con nghĩ chắc được mà. Được vậy thôi, mình về mình ghé hái bông điển chứ cho nhút có muốn gì đó, gặp bông gì hái bông nấy về mình nấu bún riêu cua ăn. Đây, bây giờ mình bắt được vài con cua nè. Mình bắt xuống một buổi chiều đó. Chắc nó đập. Lấy cây nó đập thằng đó mấy cua chứ. Rồi, con cua là đập banh chành mấy em bắt. Vậy thôi mình về. Không à, chứ có phải gặp nhảy hay quá.
Cua này về nấu muốn kêu được rồi. Dạ. Thấy được nhiều. Trời ơi, ngoài con bó con muốn nữa kìa, về lại bào ra là nấu được rồi đó. Dạ. Dạ. Với bác Bảy, bác Bảy biết gần đây có cái bụi điên điển nè không? Ờ, con lại đang đợi bụi điên điển đó đó, hát rồi đó. Dạ. Vậy để cho con đi. Dạ, con đi nha bác Bảy. Ừ. Ôi, ở dưới sạn lại nó trồng cái mũi có trái kìa. Cái mũi kìa, quay cái mũi đó kìa. Ủa ngộ hả? Tại vì bữa chiếc mà. Vậy hả? Ừ, nó nâng niu cái bưởi này coi. Bưởi gì chị Bảy? Ừ, bưởi da xanh nè, bưởi này là chiếc mà chưa trồng mà giờ có trái rồi nè. Vậy đó hả? Ừ. Thôi cho em đi, em về trồng trồng. Hai cây rồi chứ không có trái trơn nè, thấy không? Vậy hả? Hai cây thôi tặng em cây đi. Nè, thấy không? Nè, đây trái này nè, dưới đang trái nè, thấy không? À, dạ. Cũng nói bưởi để trên bao cái đâu phải cây ở ngoài lắm gì nhìn cái bột. Cây này là cây gì? Cây nhãn. Cây nhãn nè, á, à, muốn kêu thể quế nè, đủ thứ hết trơn á. Ồ, dân chút mình hái quế đây luôn đi. Ừ. Quế, ớt kìa, đầy đủ hết trơn kìa. Ừ. Ớt nữa. Như cái siêu thị tiện lợi vậy đó. Ừ, cái này rồi, hái luôn đi, sẵn hái luôn đi Ngọc. Dạ. Ừ. Cho nó đủ nồi bún luôn. Hình như mình nấu bún mình ra đây mà chỉ cần bắt cua thôi, cậu như là có sẵn ừ. Bảy cho hết rồi. Đúng rồi, bác Bảy chỉ buồn điểm đâu đó, mình hái luôn đi. Ở trên cái đường này đi thẳng. Là nghiết về thôi, để tối quá không thấy đường gì á. Buồn điểm, không mong bây giờ mình đi cái thùng đó chứ còn mà. Còn mấy xuống xuồng nó bơi qua Bình Lâm á, bụi điển á, chưa ai hái đó. Vậy con bốn ngoài này thì nó ít hả hả chị Bảy? Người ta hái trơn rồi, đi xẹt, mình về cái xẹt qua đó. Nè nè, bạn gái. Kìa kìa kìa, bác Bảy cho nó kìa. À, xuống xuồng nó qua bên bụi bên đó đó. Dạ, con cảm ơn. Mơ biết thúi trơn rồi. Chị Bảy trồng đủ chưa ha? Chuối rồi đu đủ gì tùm lum hết trơn. Rồi đợi cái đám hành ở ngoài em thấy đang nhổ đó hả? Đợi bữa hôm bán gửi sập hết trơn đó, bây giờ. Vậy đó hả? Ờ, bây giờ. Nhưng bay ruộng sạch cây ớt cho mình luôn rồi. Rồi đi ra hái chừng nấm bông điển đi, giờ vô. Trộn cho nó thơm thơm thôi. Rồi bắt đầu mình đi dọc đường về mình ghé hái rồi muống nữa. Này nấu này bún chắc hơi trễ quá, chắc tối ăn luôn. Đất này mút mình khó đi quá. Ừ, đau chân quá. Ớt coi chừng nó lỏng hết trơn. Không, con bỏ cái xô cua lại đi Nhung. Con xách thèm chị cho nó cực à. Ừ, để đi đi. Ôi, bắt bảy chai hay gì kìa phải không? Chua nó đang thả nhớ kìa. Ủa, phải. Lưới, thả lưới. Ủa, lạ hả chứ không phải bắt bảy chai hả? Đi cái bụi điên điển. Cái này cũng còn bông nè. Còn bông nè mấy đứa. Nè, còn bông nè, tính nó hết. Còn nhất chứ. Ừ. Tại phải ít sợ không đủ. Ừ. Cái chỗ mà ngập nước là lúc trước là để trồng cây giống như bên đây là chị. Tại nó không có chứ nó bị gì đó mình cứ vô. Cái cảm giác mà buổi chiều được ngồi trên sườn thả lưới liêu 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 gì hết lắm á. Đầu mùa gió bắc nữa kìa, nó mới đã. Ừ, cái này chưa có lập đông. Ừ, ừ. Chó nó đứng nó chào Nhung với Ngọc kìa. Không biết nó chào hay là có cả. Hay là nó đe dọa. Có cần muốn không mấy đứa? Dạ không, bông gì. Vậy hả? Nhưng ngoài này không có cần muốn.
cái đường mà đi vô trong cái đá nhúc đó, còn thấy không? Vậy hả? Cái đường đó mình đi ngang hả? Mình nói là hái được phải không? Dạ hái được, chú kêu ăn thì cứ hái đi. Vậy hả? Ờ vậy là không có xịt thuốc rồi. Bông ơi nhúc. Bông ơi nè, cái này người ta gọi là cái gì người ta? Cái trắng trắng này nè. Cái trắng trắng hả? Cái vú. Cái vú. Rồi cái gọi gì nữa? Cái vú còn nhúc á. Còn cái đỏ đỏ là cái ghế. Ừ. Nó nhúc này là tốt lắm luôn. Chắc này hơi tối rồi, sụp mặt rồi. Nhớ được chưa Thắng? Coi coi nhiều chưa? Thêm nữa không? Cái này rồi, nhiêu được rồi. Được rồi. Mình còn hái rau muống nữa mà. Còn ghé đám đặng hái mới rau muống nữa mới đủ vị của nó. Bông điên điển, rau nhút rồi, còn thiếu rau muống nữa. Còn phải giờ này còn sớm mình cắt bắp chuối nha. Ừ. Bơi, lấy rau muống nữa. Ồ, rau muống non quá các bạn ơi. Sao con nhìn không thấy cái đọt nữa chứ vậy? Đâu, đọt nào đâu. Đọt nào là dơ lên cây cho các bạn xem cái cây. Đây. Ừ. Rồi bỏ vô gỗ. Ở đằng đây nó non nè chị. Chị hái trong cái đó cái bờ nó già. Từ hái ngoài nước. Ngoài nước nó non. Thấy đó. Tại giấc này tối không kịp giờ. Chứ mình lên tí trên đó kìa tàu non à. Nó non nhẽo luôn á. Cái chỗ mà mình đi đi đặt thép ở hổm đó. Ừ. Mà tối quá tối vậy. Hết thấy đường này. Mấy đứa hái dài dài mới bào được nha. Ngắn quá là mình không có tay cầm được đó. Nước chất này rồng nè. Rồi chắc nhiêu chắc được rồi đó mấy đứa ơi. Tối rồi thôi về thôi. Về mình còn đâm cua đồ nữa. Ờ, để chị làm phụ cho. Dạ. Rửa xong cái đống chén này cái đã. Nhờ cái tàn nước lại chị. Để chị lấy cái thao chị đổ cua nha. Dạ. Thao đỏ đó tiền, thao đỏ nó xài đó tiền. Mình còn cái thao xanh bự nữa. Thao xanh bự để đựng đồ. Con bắt cái đâu không nào? Dạ. Của Mỹ. Ơi, con nào cũng lấy cái càng nè. Quá chừng bự luôn. Xịn dữ lắm ngàn tiền. Dạ. Trời ơi nó đè mấy con cua nó sợ kẹm nó đè sao mà. Nó đè con cua bò thế đều không muốn nổi với nó. Con này ha, chết luôn rồi nè. Nó đè quá đè luôn rồi. Lấy cây nó thọt nữa, nó thọt luôn. Cái này là cỡ ký mấy à. Ừ. Ở trong mình đâu có đâu. Ở ngoài nhà của anh Bảy nó có. Bắt ở trong đây lúc đầu bắt không có.
cua cái này nước lên nó không khó vô hang á. Ừ. Vậy sao? Mẹ. Vậy con. Các bạn ơi, bây giờ là bé Nhung và bé Ngọc á, bây giờ là đã hụt cua về rồi. Giờ mình sẽ lặt cua này, mình sẽ một hồi mình sẽ nấu riêu cua nha. Còn những cái mua cua này là một hồi á, là mình sẽ lấy lại và mình khử cho nó, để cho nồi bún á, cho nó ngon và nó béo. Còn bây giờ là phần của bé Nhung, là bé Nhung lặt rau nhút về rau muống nha các bạn. Đây rau nhút lúc nãy mình thấy ngoài đồng. Nãy cứ thấy rau muống với rau nhút ở ngoài ngoài luôn không đâu. Dạ. Em đi thịt cua đó, đi rồi đi ngang cũng thấy là thấy luôn. Rau muống đồng non hết sức ngon. Rau này chú Minh mới treo lại nó còn non lắm. Những cái mua cua này một hồi mình sẽ lấy lại, mình sẽ khử là cái màu cua nó sẽ vàng vàng, mà cái đặc cua này nó béo lắm nha các bạn. Rồi Ngọc hụt cua sao mà mất tiêu cái càng của người ta luôn rồi. Chị Ngọc chỉ sợ cua, khi gặp con cua chứ cái càng chỉ đập càng que thì nó xuất ra banh chảnh hết, còn cái mua không nhìn thấy tội cho mấy con cua. Hồi nãy là mình đã lặt xong rồi, bây giờ mình sẽ đâm nha các bạn. Cái phần cua mà cái con này nè, cái càng hơi bự rồi, mình sẽ lấy cái càng ra. Hồi mình sẽ để vô nồi bún cho các em nhỏ ăn, tại vì phần cua này là nó nhiều thịt. Cua mình sẽ để thêm vài cách tỏi lên cho nó thử cái mùi tanh của cua nha. Để muối. Đây, bé Nhung đang bào rau muống nè các bạn. Rau muống non quá. Còn bên đây thì Bích Tiền đang khử gạch cua. Gạch cua ngon quá hả Tiền? Dạ. Đừng chút mình khử hả? Mình khử bỏ vô bún luôn hả? Mình khử trước rồi xong rồi mình mới bỏ vô bún. Cho nó béo ha. Dạ, nó lên cái màu cua nó ngon hơn. Dạ. Rồi con có khử hạt điều thêm không? Dạ có. Hồi thử hạt đều vô cái màu đó, nồi bún hấp dẫn lắm. Ừ. Còn đây củ sắn và cà chua. Ồ, ồ, được một thao càng vậy đó hả Tiền? Dạ. Nãy thấy ít quá mà ấy hái ra cũng được nhiều càng quá hả? Càng nhiều lắm. Ừ. Đây, đây rau muống. Chị bảy ba hái cho hết cái bụi quế của ba luôn rồi, ớt. Ba tặng quá trời tặng luôn rồi. Không? Rồi giấc này thì bây giờ Bích Tiền sẽ thử hạt điều đó các bạn. Thử hạt điều cho nó có màu, cho nó đẹp đẹp, cho mình thấy thèm luôn. Đang thử hạt điều rồi làm gì nữa Bích Tiền? Để dầu sôi rồi để điều vô rồi thử như đó, xong rồi mình lên mình sẽ hắn cua. Lúc mà cua sôi nó thành dày rồi, bây giờ mình sẽ lấy cua ra, mình sẽ chiên cho cua nó thành dày nha các bạn. Vậy hả? À. Rồi mình có xài hột vịt không? Có, mình sẽ đặt hột vịt vô nó mới đặt. Nó mới đặt cua. Mày cháu làm gì vậy? Nấu bún cua bà Hai ơi. Hả? Dạ. À, tiếc dịnh ba anh đi khỏe à hả? À, khỏe rồi mợ ơi, mà xin bác sĩ xin bữa nay về mà nó không cho. Bác sĩ chưa cho biết bữa nay về nha. Chưa, bữa nay cũng khỏe nhiều nha. Dạ, con chám rồi về mà à, bác sĩ không cho. Không cũng khỏe rồi, huyết áp bữa nay 11 rồi. Cá bình này cũng bác sĩ cũng đợi bữa cho nhiều chứ gì. Dạ. Mà 2 giờ này chưa ngủ hả? Còn 10 giờ mới có ngủ. Dạ. Có đi nhắc
chèo về chảy quá rồi mấy đứa đi thục cua nè, giờ nấu uống nhiều cua chắc nữa đi măng. Đây cua nó mình về rồi nè các bạn. Ồ nè cua ngon quá. Cua nó đã hành già bây giờ mình cua đồng nè các bạn. Cua đồng nè. Ồ ngon quá. Còn bé Ngọc đang làm gì đó? Lột chân cút phải vô bún luôn hả? Dạ. Còn bé Nhung bào. Bé Nhung vẫn còn ngồi bào đó bún. Bé Nhung còn bào bún. Giờ mình sẽ hả thằng cô cho các bạn. Mùi cua ngon quá. Vàng tư luôn. Sẽ cho miếng hạt nêm vô. Cô này hình như con có khử hồng dịch đúng không? Dạ. Bé nhìn thấy nó vàng vàng. Đường. Ngon quá. Giao rồi đó hả Nhung? Một xe gạo luôn. Rau đồng không đó nha các bạn. Chiều mấy em hái á. Quá ngon. Quê thì rau đồng ngon lắm. Cà chua này mình để trên hả Tiền? Dạ, cà chua mình sẽ để lên lớp mặt. Dạ. Rồi, trứng đâu Nhung? Tao không thấy gì hết trứng à. Trứng mình hái ở đây luôn nè. Trứng cút hả đó? Dạ, hái luôn. Hái vô luôn hả? Đây, hàng chị không thấy. Xong mình sẽ để cà chua lên lớp mặt nha. Trang trí cho nó đẹp hả? Nó đẹp nó thêm hấp hấp dẫn hả? Nhìn cái nồi bún nó sẽ đỏ lên. Nghĩa một miếng không Nhung? Dạ. Con nó bắt đầu đói rồi đó. Trễ rồi tám cũng chưa ăn cơm. Không có cái gì từ trưa cái giờ luôn. Tám với ông ba về rồi tám chưa ăn cơm luôn. Đợi ăn bún luôn. Rồi, bắt đầu trụng được chưa Tiền? Dạ, bắt đầu mình trụng được rồi. Nè, bún đây. Có bún rồi. Rồi, bây giờ đã hoàn thành cái nồi bún rồi đó các bạn. Bây giờ Bích Tiền đang trụng bún cho các em ăn. Hình như có cái bịch mực á, hồi chiều Tám có mua đó. Mấy đứa thấy bịch mực không? Con không có thấy mực á. Dạ con có thấy bịch mực. Tìm đâu? Cắt cho đi Ngọc rồi thả cho chị Tiền luôn Ngọc. Dạ con thấy ở đâu? Hồi chị em thấy ở trong cái bịch củ sắn đó chị. Đây đại gia đình mình ăn bún nha. Nghỉ qua đi ngồi này cưng. Nè nè. Ăn chân cút đúng không? Chứ làm sao? Ăn chân cút nè. Đổ nóng cái này. Cua hay là chân cút con? Xếp bằng lại. Ăn xếp bằng lại cô giáo dạy làm sao? Cua. Nói lại đây nè, nói lại đây. Thôi để mũi trắng nè. Rồi nói đây. Rồi chân ngồi đây đây. Dạ sao ngu à? Đây nè, mẹ múc cái cua ăn đây. Ngon không chị? Ngon không? Úc vô nè, con kêu chứ. Ủa con kêu rồi. Ngon quá mọi người ơi. Cái nào ngon không?
Chạy, răng luôn chạy. Chị Miêm cái gì không? Răng ớt gì đây nè. Nổi. Ờ một nãy thấy một 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 dĩa ớt luôn mà mấy đứa ăn dữ vậy đó hả? Ờ rồi con quay chưa? Trời ơi. Chắc là chị chắc ớt. Càng nhiều dưới xuống không ăn càng ta. Ăn cái cúc. Con bún các bạn ơi. Quá ngọt. Bún mặn dữ. Ăn cái gì nữa con? Ăn cái cúc nữa hả? Hay là con ăn này? Mẹ cúi cúc nữa rồi. Chừng hồi còn về lại đem bún rồi. Chị ăn đi, chị ăn rồi đem bún cho mời. Đúng rồi, đồ ăn này là thơm thẳng. Ngày mai mấy đứa đi học không? Không biết sáng hay chưa? Vì nó bút sao mà xuống nó thấy ngon quá. Ngon xô, ngon quá. Cái gì mà bút mà nó ngon quá. Rồi, không biết. Thơm quá. Nóng, 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 nóng. Từ từ, đến đây khỏi ngủ vậy. Thế ăn không hả? Không tự không? Không ăn hả? Con đem đem cô không? Cô ba không? Má buổi tối không phải ăn kìa. Đó chà. Cũng đổ bánh xèo mà đợi cha về mới đổ. Con thấy thơm ngon quá hả? Bún thơm dạ, hả? Ngon cái thơm, mùi thơm quá à. Tiền nó nóng quá.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.